Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Chương Mỹ cũng đã ghi nhận nhiều xã đang ngập sâu trong nước. Xã Nam Phương Tiến, vùng rốn lũ của khu vực này, vừa trải qua trận ngập lụt vào hồi tháng 7, thì nay lại oằn mình gánh chịu thêm một đợt lũ lớn, khiến nhiều khu vực chìm sâu trong biển nước. Bà con ở những khu vực bị ngập sâu đã được đưa đi tránh trú an toàn. Họ vẫn từng giờ mong nước rút để sớm trở về nhà, ổn định cuộc sống. Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phương Tiến 3 ngày nay trở thành điểm sơ tán người dân tập trung. Người già, trẻ nhỏ, những người dân có nhà trong khu vực ngập sâu được đưa về đây để tránh ngập, đảm bảo an toàn. Trong cơn lũ, tình người là điều khiến họ cảm thấy ấm áp nhất. Hôm nay em ngập sâu cả. Nước là vào hết trong nhà rồi. Trong cái tháng 7 là đã ngập một lần rồi, thì là nó đã ngập, tức là mất hết điện, không có nước uống. Thì là lần này là họ biết chắc là có cơn bão, thì là sau đấy là được chính quyền là sơ tán lên đây luôn. Ngập cao đi, năm nay quay gần hết tầng 1 của bạn. Vâng. Mong nhất chỉ mong chờ nó cạn nước để về cửa, về nhà, về gia đình. Cơ ở trên này thì chúng tôi cũng, các cô với các anh lãnh đạo cũng quan tâm đến, thì chúng tôi xin cảm ơn, chả biết nói gì hơn hết. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến, hiện 4 thôn của xã là Hạnh Côn, Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ đã ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị từ trước nên người dân đã được di dời đến nơi an toàn. Tài sản đã được kê kích, vật nuôi cũng đã được đưa lên nơi cao. Hầu hết người dân khi được hỏi đều cho biết họ được chăm sóc chu đáo tại điểm sơ tán tập trung. Tuy nhiên, người dân cũng mong từng giờ, từng phút nước sẽ rút sớm để người dân về nhà, ổn định cuộc sống. Ngay sau khi mà nước tràn vào đê Bùi Hai vào khu dân cư, thì thực hiện theo cái kịch bản đã có sẵn, cũng như là các cái văn bản chỉ đạo của thành phố và huyện, chúng tôi di rời toàn bộ 4875 hộ với 4211 nhân khẩu ra khỏi địa bàn khu dân cư và bố trí lên cái khu vực các thôn mà không bị ngập để bố trí cho bà con nơi ăn ở tạm thời trong cái thời gian ngập úng. Theo báo cáo chiều ngày 11 tháng 9 của Ủy ban dân huyện Chương Mỹ, đã xuất hiện mạch đùn, mạch sủi dài khoảng 100 m tại đê bao Gò Khoam, xã Mỹ Lương, khiến đoạn đê này có nguy cơ bị vỡ. Hiện chính quyền địa phương đang rút ráo thực hiện các phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho tuyến đê. Ngành đường sắt cùng 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways vừa có thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3. Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bão số 3 của các tổ chức cá nhân thông qua Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Các nhà ga tập kết hàng hóa là Sài Gòn, Sóng Thần, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội. Hãng Vietnam Airlines thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ trên các chuyến bay do Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco khai thác. Hàng hóa được miễn phí cước, phụ thu nhiên liệu và phí liên quan, được đặt giữ tải ưu tiên trên chuyến bay đến Nội Bài, Cát Bi, Hải Phòng, Vinh, Nghệ An, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vân Đồn, Quảng Ninh, Điện Biên. Bên cạnh hoạt động quyên góp ủng hộ, Vietjet cũng quyết định miễn cước vận chuyển đối với hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đến với đồng bào vùng bão lũ trong giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 9. Tương tự, Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho bà con miền Bắc từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9. Mưa lớn kéo dài suốt những ngày vừa qua khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu. Đáng chú ý, đoạn đường Phùng Hưng, cầu Bưu, quận Hà Đông, ngay lối vào Bệnh viện Ca Tân Triều và Bệnh viện Quân y 103 bị ngập đến 0,5 m, gây ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân. Và đặc biệt là khu vực xóm trọ bệnh nhân ung thư nằm ở con ngõ đối diện với cổng Bệnh viện Ca Tân Triều bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, đời sống của bệnh nhân ung thư và người nhà. Trong tình cảnh khó khăn, đã có nhiều mạnh thường quân có mặt hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bà con. Ngày 12 tháng 9, ở đường cầu Bưu, nước đã rút hẳn. Một số con ngõ nhỏ hai bên chỉ còn những vũng nước nông. Xóm trọ bệnh nhân ung thư đối diện cổng bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Người nhà bệnh nhân đang dọn dẹp ngõ xóm. Ngày hôm qua, nhiều căn phòng trọ đã bị đất cát tràn vào nhà theo dòng nước. Chiều hôm nay là chị em tập trung để dọn dẹp ở cái đường đi ra đi vào đấy, tại vì nó bẩn, nó dẫm vào phòng, nó mất vệ sinh. Người thì mổ não, người thì bệnh tật, mổ phổi, mổ huyết, rất là bẩn. Lôi qua để vô nhà trọ,
Dạ, lên đến đấy vào nhà trò, nhà trò nổi nước lên giường. Đường cầu Bưu ngập đến đầu gối, khiến việc di chuyển của bệnh nhân và người nhà gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt những bệnh nhân ngồi xe lăn thì dường như không thể di chuyển sang bệnh viện để chiếu chụp, xạ trị. Bệnh nhân thì què như bệnh nhân chồng tôi là bị liệt nửa người, không đi qua được, để thuê xe ôm lai sang bệnh viện, còn nằm ở phòng trọ ở trong bệnh viện là không được chứ không được vào rồi. Còn mình nằm ở bên phòng trọ mà nước hôm qua là trong phòng là lên đến đây là chồng tôi là cứ phải là vệ sinh luôn tại giường luôn, không xuống dưới được, tại xuống dưới đi trơn là ngã. Hôm qua là phải tát ra, ở trong phòng là phải tát ra, còn hôm nay là rút hết rồi ạ. Như cái kiểu là nước thủy triều lên xuống ở trong phòng ấy. Có những người mới ở quê lên xóm trọ, chưa kịp đi mua gạo nấu cơm thì đường đã ngập, giao thông bị chia cắt. Người đàn ông này sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có mặt tại Hà Nội từ sáng qua. Anh và bạn bè đã đặt hàng nghìn suất ăn miễn phí, nước lọc, sữa để phát cho bệnh nhân và người nhà. Tại đây thì ngày hôm qua thì nghe nói bà con ở đây là nước phải ly lên trên đầu gối và ngập nước như thế này và bà con không có đi ra để mua thức ăn được. Và nhiều đoàn từ thiện á, vì nhu cầu vùng cao nhiều quá cho nên các đoàn từ thiện đã lên vùng cao, cho nên không có ai phát thức ăn cho bà con. Mọi người ở trong thành phố Hồ Chí Minh đang rất là đau đớn ấy, là theo dõi tin tức bão lũ tại miền Bắc, và được biết là tin bão lũ này là mấy chục năm rồi mới có. Mình đi thăm các vùng ở miền cao và ngay chỗ Thanh Trì ở đây, và đến đây hôm nay đến nghe nói là bệnh viện ca Tân Triều bị ngập nước, cho nên các bệnh nhân không có đi mua thức ăn được. Cho nên đoàn mới gọi là lên kế hoạch và tức thì để đến để hỗ trợ cho bà con những phần ăn trong ngày mưa lũ như thế này. Tôi cảm ơn các đoàn từ thiện cho chúng tôi, là chúng tôi cũng đỡ nhiều, không phải lo đói nữa. Hôm qua thì chúng tôi sợ quá, không lội được đi, nước đầy quá. Chúng tôi cảm ơn tất cả các đoàn từ thiện đã đến giúp đỡ bà con trong những lúc hoàn nạn khó khăn như thế này. Vì được cơm từ thiện này, rất là cảm ơn các anh chị đã có tấm lòng để cho bệnh nhân chúng, vì người nhà và bệnh nhân chúng tôi được có tấm lòng ấm ạ. Những suất cơm miễn phí còn nóng hổi đã phần nào sưởi ấm, san sẻ bớt khó khăn của bệnh nhân ung thư và người nhà trong những ngày mưa ngập. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, những ngày này, nhiều tổ chức, đơn vị, người dân trong cả nước đã cùng chung tay ủng hộ người dân các địa phương miền Bắc bị thiệt hại do bão và hoàn lưu bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tham dự Festival Sinh vật cảnh Hà Nội 2024, tổ chức đấu giá tác phẩm sinh vật cảnh và quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống lụt bão qua 2 ngày mùng 10-11 tháng 9 đã thu được hàng trăm triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân và vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.